Xin chào mọi người, như vậy là tuyển Việt Nam đã chiến thắng một trận cái thắng dội trước U23 nước Trung Hoa. Những trận U23 Việt Nam đã chiến thắng, chúng ta đã thắng với tỷ số là 6-1 luôn anh em ơi. Trận đấu vừa qua thì những người ghi bàn là Xuân Tú, Đức Chiến, Hà Đức Trinh, Thanh Bình và Tấn Sinh các bạn nhé. Cầu thủ chúng ta đã thi đấu một trận đấu vô cùng hay, thầy Park đã sử dụng cả hai đội hình luôn, cái đội hình chính và đội hình phụ. Trong đó thì cầu thủ chính như là Quang Hải thì và một số cầu thủ nữa thì đã được ngồi ghế dự bị. Còn lại thì cầu thủ trẻ chúng ta được dần dần thể hiện rồi. Đó là một trận đấu có thể thấy hay. Và hôm nay sẽ tiếp tục đến hành trình tập luyện tiếp theo của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay nhé bạn nhé. Hãy cùng xem cái trận chơi U23 Việt Nam hôm nay sẽ tập luyện ra sao. Ở trận đấu vừa rồi thì thủ môn Bùi Tiến Dũng đã bắt chính. Bắt rất hay luôn các bạn, chỉ để thủng lưới một bàn thôi. Còn một thủ môn thay người cho Tiến Dũng đó chính là thủ môn Văn Toản các bạn nhé. Tôi không nói nhiều nữa, hãy bắt đầu buổi tập ngày hôm nay nào. Các anh chạy ra xuống hết xe rồi. Một bài tập rất là thú vị, có nghe thấy không? Một bài tập như kiểu kéo cưa lửa xẻ, như kiểu Đức Trinh đang là anh thợ kéo cưa lửa xẻ, rất là thú vị, đáng yêu luôn. Sau này chúng ta thấy là những bài tập mới mẻ và thú vị luôn được áp dụng, khiến chúng ta xem mỗi tuyển Việt Nam đều là rất là hay và rất là mới mẻ. Phía này các thủ môn chúng ta cũng bắt đầu có những màn tập luyện. Ở trận đấu vừa qua thì Irene không được ra sân, mà người ra sân là Bùi Tiến Dũng và thủ môn Văn Toản. Hy vọng trận đấu tới thì sẽ có cơ hội cho thủ môn số 1 của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ ra sân. Chàng trai bắt rất tốt các bạn thấy không? Những pha bắt bóng của anh ấy rất là dính luôn. Một chàng trai thủ môn đến từ Đắk Lắk. Tiếp tục là những bài tập tiếp theo, bài tập mà với dây chun rất là hay. Cảm giác như đấy Danh Trung kìa, thấy không? Danh Trung như kiểu đang kéo cày ấy. Còn chàng trai số 32 như là một chú trâu đang tăng tốc, cực kỳ đáng yêu, dễ thương. Tiếp tục đến Bùi Tiến Dũng, chúng ta cùng chờ xem thủ thành số 36 của Thanh Hóa sẽ bắt ra sao. Một sút quá là cao, bóng đập vào lưới chỗ mình quay. Tiến Dũng hôm nay vẫn phun một cây rất đẹp, phun một cây màu đỏ với đôi giày Predator 19.1 và găng tay cũng Predator giống của David De Gea, rất là đẹp trai và rất là phong độ đúng không? Bắt bóng rất đỉnh cao. Tiếc gì một like cho Dũng anh em ơi, một like Tiến Dũng nào. Thầy Park đang hướng dẫn cho Hoàng Đức. Hoàng Đức là một thủ rất là tiềm năng, một chàng trai của Viettel đá cực kỳ hay luôn các bạn, có những pha xử lý rất hay. Đây chính là Công Phượng cộng Văn Đức mới của chúng ta. Tiếp tục là tập đổ người, chúng ta cùng xem Tiến Dũng bắt ra sao. Những pha đổ người sang hai bên của Tiến Dũng rất nhẹ nhàng và thanh thoát, rất là hay đúng không các bạn. Pha bóng hơi xa, không sao cả, tiếp tục là Tiến Dũng rất tuyệt vời. Thầy Park có vẻ hôm nay rất là tận tình chỉ bảo cho từng học trò một. Bài tập này sẽ giúp cho cầu thủ ra tăng cường về cơ bắp và thể hình, có thể chống chọi với cầu thủ to cao khỏe khoắn, nên là rất quan trọng. Từ ngày thầy Park Hang Seo có thấy là đội tuyển Việt Nam hay U23 Việt Nam đều có thể hình và thể lực tốt hơn rất là nhiều. Chúng ta có thể thi đấu 120 phút không vấn đề gì cả, bởi vì những bài tập như này sẽ giúp chúng ta có một sức khỏe vô cùng luôn. Thầy Park quả là một thầy tận tâm. Sắp tới chúng ta sẽ thi đấu 3 trận vào ngày 22, ngày 24 và 26 với ba đối thủ, đó là Brunei, Indonesia và Thái Lan. Theo các bạn thì Việt Nam sẽ chiến thắng hay thua? Anh em cùng comment đi nào. Theo các bạn thì Việt Nam sẽ thắng ba đối thủ trên với tỷ số bao nhiêu? Hãy thử comment xem ai sẽ thắng dự đoán. Mình thì mình tin là ba trận sẽ thắng cả ba. Còn anh em thì sao? Hãy comment nhé. Bye bye mọi người.